Chào các bạn, ngày hôm nay ANVNS sẽ đưa các bạn ghé thăm một ngôi trường trung học phổ thông tư thục rất nổi tiếng tại bang Ohio, đó chính là Maumee Valley Country Day School. Được thành lập vào năm 1884, Maumee Valley Country Day School là trường tư thục dành cho cả học sinh nam và nữ. Trong khi nhiều trường nội trú nằm trong một vùng quê hoặc thị trấn nhỏ, Maumee Valley Country Day School tọa lạc tại một khuôn viên rộng 35 hectare, chỉ cách trung tâm Toledo vài phút lái xe. Vì vậy, học sinh tại trường sẽ được hưởng nhiều lợi ích như đi xem các giải đấu thể thao chuyên nghiệp, tới thăm các khu bảo tàng, gồm các thành phố lớn như Detroit, Michigan, Cleveland và Chicago. Hiện nay, trường có gần 600 học sinh, trong đó có 200 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, sĩ số lớp trung bình khoảng 14 học sinh với tỷ lệ giáo viên và học sinh là 1:7. Sĩ số lớp học nhỏ khuyến khích sự tương tác giữa học sinh và giáo viên. Ngoài ra, cùng với các chương trình tư vấn định hướng cho đại học, trường còn có chương trình tiếng Anh ESL nhằm đảm bảo hỗ trợ cho học tập và cuộc sống của học sinh. Maumee Valley Country Day School cung cấp chương trình đào tạo tuyệt vời với các khóa học IT và Honors, các khóa học tự chọn như kinh tế, quan hệ quốc tế và nhân văn học. Ngoài các chương trình học thuật, trường còn cung cấp chương trình nhà lãnh đạo toàn cầu. Khi tham gia chương trình này, học sinh sẽ được phân tích các vấn đề thế giới, phát triển kỹ năng lãnh đạo thông qua việc hợp tác và thúc đẩy giải quyết vấn đề, giao tiếp giáo dục, suy luận. Trường có 26 câu lạc bộ như câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ sinh viên châu Á, câu lạc bộ nhạc kịch, câu lạc bộ sách, câu lạc bộ robot và các hoạt động như bóng đá trong nhà, đội hùng biện, hội sinh viên, v.v. Với chất lượng đào tạo hàng đầu bang Ohio, 100% sinh viên của trường được nhận vào các trường đại học hệ 4 năm, 75% học sinh tốt nghiệp nhận được học bổng từ các trường đại học, nhiều học sinh được chấp nhận vào khối các trường Ivy League và các trường khoa học xã hội có chất lượng cao như The Ohio State University, Case Western Reserve University, University of Michigan Ann Arbor, New York University, Columbia University, Yale University, Boston University. Hy vọng qua video ngày hôm nay đã giúp cho các bạn khám phá thêm được nhiều điều thú vị về Maumee Valley Country Day School. Nếu bạn vẫn còn đang băn khoăn về chưa chọn được ngôi trường mơ ước, đừng ngần ngại liên hệ với ANVNS ngay hôm nay. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của phụ huynh và các em học sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên like và subscribe kênh của ANVNS nhé.